Nhân viên mâu thuẫn với nhau, chủ shop phải xử lý thế này cho nhân viên nè. Hai đứa này có thôi đi không à? Đuổi việc cả lũ bây giờ. Nope. Trong công việc thì những mâu thuẫn là điều khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải tất cả những mâu thuẫn thì các chủ shop đều phải tham gia vào và giải quyết ngay lập tức, mà có thể để cho hai bên tự dung hòa theo thời gian. Tuy nhiên, nếu như mà mâu thuẫn nó được đẩy lên đến cao trào và nó ảnh hưởng đến công việc chung, thì đây là lúc mà chúng ta cần phải tham gia vào và để giải quyết, tránh cái tình trạng là ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và gây bè kết phái ở trong cửa hàng của mình. Việc đầu tiên mà các chủ shop cần phải làm đó là chân thành lắng nghe ý kiến của từng cá nhân một, bởi vì ai cũng sẽ có cái lý của riêng mình. Tuy nhiên thì trong lúc nóng giận, họ chưa nhìn ra được cái lý của đối phương mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cần đưa ra các giải pháp cụ thể. Ở đây thì người chủ shop phải là người tỉnh táo nhất, thay vì cố gắng đi sâu vào phân tích xem là ai đang đúng mà ai đang sai, lại đưa ra một phương án để có thể dung hòa cả hai. Tuy nhiên, trên thực tế mà để hai người vừa mới cãi nhau nảy lửa có thể trở nên hòa thuận và yêu thương nhau thì đấy là điều không khả thi, đúng không ạ? Điều mà các chủ shop cần phải làm đó là làm cho cả hai bên chấp nhận rằng họ đang có những suy nghĩ khác nhau, và không phải là ai trên thế giới này cũng đều sẽ có những suy nghĩ giống nhau cả. Sau đó thì chúng ta sẽ đưa ra các giải pháp cụ thể hơn, ví dụ như là chúng ta sẽ sắp xếp những cái ca làm việc cho họ ở các ca khác nhau, hay là đưa ra một cái phương án chung để giải quyết những tình huống tương tự như vậy. Điều quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý đó là ngay từ đầu thì các chủ shop cần phải xây dựng cái văn hóa cho cửa hàng của mình, cho dù là nhỏ đi chăng nữa, đó là mọi bất đồng đều phải được trao đổi và giải quyết trong thẳng thắn cũng như là hòa bình. Nếu như mà có một nhân sự nào đấy cứ liên tiếp lặp lại cái điều này, luôn là người khơi mào cho những cái tranh cãi nảy ra, thì đây sẽ là lúc mà bạn cần phải cân nhắc có nên giữ lại cái nhân sự đó tiếp tục làm việc tại cửa hàng của mình hay không. Với cái cách giải quyết hợp tình hợp lý như trên thì chắc chắn là các nhân viên của bạn sẽ rất là phục và hạn chế được tối đa những cái tranh cãi không đáng có thể xảy ra. Bạn có còn cách xử lý nào hợp lý nữa không? Hãy cùng comment tại đây nhé.